Hello, thì trưa nay mình sẽ đi ăn tại một cái nhà hàng này mà mình đã muốn ăn cho rất là lâu rồi nhưng mình không có đặt chỗ được. Nhưng hôm nay đi được nên nhà hàng của đầu bếp Gordon Ramsay là một chú mình rất là ấn tượng. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich Chef Ramsay. Nên không hiểu sao mình ấn tượng được. Có thể là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Mỹ nên mình rất là Ok. Và hôm nay mình mặc cái váy chuối của mình. Hiện tại là 40 mấy độ và mình đang chết. Ai giúp mình với? Nhưng mình đã có mặt tại nhà hàng rồi và bây giờ mình sẽ đi vào thôi. Trời cái cửa nó nè. Đi với mình à. Thì đây là mình cùng với chú Gordon Ramsay. Các bạn, đây là chú đó thiệt chứ không phải là chú đó giả đâu. Thì đây là kiểu như là nguyên cái tường mà tất cả mọi người mà đã thắng cái show đó. Và ai biết một cái đó sẽ là mình đi sao? Ok, để nó dẫn thôi. Và giống như cái show đó thì cũng có đội đỏ và đội xanh luôn. Ok, cuối cùng người ta cho mình vào các bạn. Đây là khúc hồi hộp là vì mình chưa giờ vào đây bao giờ và nó nhìn rộng hơn là trong mình. Mình đã tháo ra khẩu trang rồi. Người ta đã đưa mình cái menu và bây giờ mình sẽ coi coi là có cái gì. Trong khi mình biết là có gì rồi nhưng mình chỉ coi thôi. He he. Cái nào mình cũng muốn gọi hết. Và đây là cái menu mình thấy giá cả thì cũng khá là kiểu như là giá bình thường cho những nhà hàng giống như vậy. Nhưng mình muốn gọi mình cái menu luôn. Thôi đừng làm vậy. Và bây giờ mình sẽ gọi một... Trước khi vào toilet lại gặp chú này nữa. Nhưng bây giờ mình sẽ đi toilet, ok. Nhưng mình cảm giác như mình sẽ bị tấn công bởi cái hình này sao? Trời ơi, đất ơi, lúc mình đi toilet thì tất cả đồ ăn đã tới cùng lúc. Ok, khoan khoan, đầu tiên mình sẽ thử cái nước uống nè. Nước này gọi là một cái mocktail, giống như là đây có rượu nhưng cái này không có rượu. Thì cái vị nó để uống cái nè. Ok, mình đã ra một cảm nghĩ rồi. Cái này nó rất là ngọt, nó lạ lạ sao? Không hiểu sao cái nước nó có vị cay, nó có vị hơi cay. Nói chung thì cũng ngon. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua tiết mục thử mấy cái món này. Là vì đây là cái mình đã tới đây, lý do mình tới đây chứ mình không tới đây cho nước uống. Chụp hình lưu niệm. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ thử cái món này. Đây thì là món sò điệp sốt bắp. Mình sẽ xin một con sò điệp lên và cái này kiểu là ta áp chảo hay gì đó. Không phải áp chảo nhưng là chiên lên chảo. Và... mình sẽ cắn để kiểu là thưởng thức được hai lần. Và nó... oh my god, nó ngon dữ dội. Nó rất là ngon. Rất là ngon và nó... phải cho miếng còn lại vào miệng mới đã. Và nó rất là hợp với nhau. Nói chung rất là hợp với nhau. Vị bắp hợp sò điệp. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua ăn cái món này. Món này gọi là lobster risotto. Là kiểu nó giống như là cơm nhưng mà là cơm Ý. Ở trên thì có tôm hùm và hành phi. Mình nó kiểu là nhích nhích cái miếng mình sẽ ăn. Và mình múc nó lên. Xong rồi mình ổn. Hộp rồi. Ok, lần này mới ăn thiệt nè. Và mình thấy là cái vị nó kiểu là rất là đậm đà và nó đầy đầy đậm. Nói chung rất là ngon nhưng có thể nó ăn nhiều quá nó sẽ bị ngán. Các bạn chỉ nghĩ cơm với kem và tôm hùm. Ok, bây giờ chuyển qua món này. Và đây là món da cá hồi. Đây nó giòn giòn cho nên cùng với sốt kem và đậu trắng nè. Cắt cắt luôn rồi. Và mình ăn cùng với mọi thứ để có một cái cú cắt hoàn hảo. Và nó phê. Đang nhai nhai và thưởng thức. Ngon quá. Nhất định các bạn để thưởng thức được. Mọi thứ rất là hợp cùng với nhau. Nó có không có giòn nhưng kiểu là người ta nấu rất là hoàn hảo, không bị khô. Và giờ là cái giây phút mình mong chờ nhất. Đây là mình sẽ thử cái món nổi tiếng nhất. Tiếng Anh gọi là Beef Wellington. Tiếng Việt thì bó tay. Và một cái này là có cả đóng lớp luôn nên nó rất là khó làm. Mình muốn ăn chai mấy năm rồi nhưng mình không ăn được. Nên bây giờ mình sẽ coi coi là nó có ngon như mọi người nói hay không. Hay nó chỉ đẹp thôi. Mình yêu thịt bò mà nó đỏ đỏ vậy. Và mình cắt nó hơi bị lố rồi. Ủa, và bây giờ mình sẽ làm một cú cắt thật là hoàn hảo là vì mình kiểu là muốn thỏa mãn mấy năm mình muốn ăn cái này không ăn được là vì không lấy chỗ được. Và cái vị nó đang thấm thấm cái lưỡi của mình. Trời ơi, quá trời vị luôn. Nhưng em thích món này nhé. Chờ mấy năm ăn cái này mà nói vậy ra hả?
thôi mình lòng tiếng để giải thích thì cái này kiểu là nó rất là lạ, là vì cái vị này mình chưa gì thử bao giờ ăn, kiểu là thịt bò với cái vỏ kiểu là croissant và bên hông có mấy cục cà rốt và cục khoai để ăn cùng nữa. Trời ơi mình yêu. Mấy cái lớp nó lớp lên nó cũng rất là lạ nhưng nó kiểu là hợp với nhau, nó ngon tới nỗi mình ngứa luôn. Ồ và các bạn biết sao mình phát hiện ra là tự nhiên người ta cho mình hai cái, có phải chương trình một tặng một không giờ? Thôi nhưng bây giờ mình sẽ qua cái món phụ, đây là cái món nuôi phô mai này ăn cùng với thịt bò. Thôi cái khuyến ngãi đã bị dịch thu rồi, buồn 5 phút. Ok giờ mình sẽ múc một miếng và ồ nhìn cái phô mai kìa. Và giờ mình ráng nhét nó vào miệng của mình và hình như hơi bị nhiều quá nhưng ăn hết luôn đi. Ồ ok và nó trời ơi nó dữ dội dữ vậy. Nó rất là mặn, nhưng kiểu là nó rất là kem kem và cái vị rất là ngon. Cái vị của cái này, cái mac and cheese kiểu như là nó bén bén hay sao, rất là sharp và mình nghĩ ta cho rượu vào, rất là ngon. Nhưng đây là một trong các món mà ăn nhiều và sẽ bị rất là ngán. Giờ mình bị khùng sao mà tự nhiên lại cho vào miệng xong rồi nhai nhai cái mà không có gì nó nhai luôn. Ồ có gì đâu các bạn. Và giờ mình kiểu như là sớt sớt ra là vì cái này là mình share với mọi người chứ mình không ăn hết đâu, là vì mình ăn hết mấy cái món này là chắc mình bế bụng luôn á. Trời ơi nó phê. Whoop. Và giờ mình sẽ thử cái món này nó mới ra. Đây là món cà chua với phô mai. Khoan để mình làm vệ sinh cái dao để mình ăn được. Ok sẵn sàng rồi. Mình sẽ xẻ miếng phô mai và ồ nó rất là kem kem luôn. Đây là phô mai burrata nên kiểu như là nó chảy chảy vậy nè. Ok một miếng cắt hoàn hảo. Trời cái vị béo nó tấn công mình rồi. Phô mai này rất là ngon. Và cái này kiểu là lạnh rất là sảng khoái nhưng mình cảm thấy món này mình sẽ làm ở nhà được. Và đây là các khúc người mình ngồi đây thưởng thức đồ ăn, trời ơi nó ngon. Có thể một trong mấy cuộc đời mình. Mình đang vui một cách bất thường. Đồ ăn là mình rất là vui. Và mình rất là vui. Mưa lên mưa lên mưa lên. Ừ thịt bò này tuy nó cũng hơi lạnh rồi nhưng nó vẫn ngon. Thêm clip mình ăn là vì ăn quá là phê. Giờ mình ngồi đây suy nghĩ về những thứ ngon mình đã mới ăn. Giờ mình sẽ vét các miếng cuối cùng của mấy cái món này. Cái này bây giờ nó lật nhất luôn rồi. Và rất là buồn là vì đây là miếng cuối cùng của cái món mà nó ngon nhất mình đã bao giờ thử. Không biết gì nào mình thấy quay lại ăn cái này nhưng nó là vào miệng mình rồi. Và mình sẽ nhai nhai nó. Nó lật rồi, nhưng vẫn rất là ngon. Ok, nói vậy thôi. Mọi thứ đã hết rồi nhưng không ai muốn ăn cái này hết nên mình sẽ ăn tiếp cái này. Nó đã lạnh và hơi ngán nhưng vẫn ngon. Hello các bạn, bây giờ mình đang ngồi edit cái video này. Và bây giờ là 3 tuần sau và mình rất là thèm ăn. Nên mình sẽ livestream và hỏi mọi người là mọi người thấy cái món nào mình ăn hôm nay nhìn ngon nhất. Và để live hôm nay thì mình sẽ dùng app này, Uplive. Thì Uplive là một cái app mà mình có thể tự livestream khá là hot gần đây. Trên Uplive các bạn có thể xem được đến 19 triệu streamers trên khắp 250 quốc gia khác nhau. Các bạn có thể gặp các bạn mới và kiểu như là biết văn hóa của mọi người trong các nước khác nhau và chia sẻ tài năng và phong cách nữa. Các bạn có thể nhắn tin và trò chuyện với nhiều bạn kiểu như là từ các thế giới, không phải là thế giới nhưng kiểu như là các nước khác nhau. Có thể hát hò và nhảy nữa. Như đây là các streamer mà kiểu như là hát và chia sẻ cho mọi người xem nên các bạn có thể coi xem và kiểu như là biết mọi người thế giới như thế nào. Và các bạn không có nên lo lắng về rào cản ngôn ngữ là vì kiểu là Uplive có thể dịch cho bạn luôn. Kiểu là người ta vừa nói là vừa có dịch và bạn có thể kiểu là trò chuyện rất là suôn sẻ. Nếu các bạn thấy streamer nào hay thì các bạn có thể gửi quà. Và có nhiều mấy cái mini game nên bạn nào mà đang trong mùa dịch mà thấy chán thì có thể lên giải trí. Nếu các bạn thích coi văn hóa của Mỹ, các bạn có thể chọn là nước Mỹ xong rồi người nhảy thì các bạn có thể coi, có thể một chị nào đó người Mỹ nhảy. Nếu các bạn muốn coi người Mỹ hát thì các bạn có thể bấm người Mỹ xong rồi hát rồi sẽ ra. Và nếu các bạn muốn coi ai đó bên Trung Quốc đàn thì các bạn cũng có thể bấm cái đó. Nên bây giờ mình sẽ live thử hỏi mọi người là món nào ngon nhất trong đàn. Sẽ bấm cái nút này để like. Xong rồi mình sẽ bấm like. Ok. Hello các bạn. Thì các bạn thấy là cái món nào trong đây ngon nhất? Đầu tiên thì có cái món này, sò điệp này. Có cái món tôm hùm này. Có cái món cá hồi này. Có cái món steak. Có món mac and cheese. Và món cà chua này. Các bạn thấy cái nào ngon nhất?
Mình thì thấy cái món bò ngon nhất. Yeah. Ok. Bye. Và đó là cái live của mình. Yay. Ok, các bạn hãy download Up Live ở trên đâu cũng được. Ok, đó là cái đó. Tất nhiên ăn ở trong đây không có thể thiếu ăn tráng miệng. Ok, giờ mình chỉ cần gọi chú đó quay lại để mình gọi tráng miệng. Nhưng chú đó không có ở đâu đây. Và đây là mình ngồi đây như một con điên ráng gọi người ta. Nhưng kiểu như là người ta không có ở đâu đây nên mình... Ok, có rồi. The kind of order is sticky coffee pudding. Okay. And a coconut cream egg. Okay. No, yeah. Alright. Thank you. Giờ ngồi đợi thôi. Cái món này ta đổ cái này vào và kiểu nó hoành tráng dữ dội luôn, khói tùm luôn. Nhưng đây là cái món kiểu là kem dừa gì đó trong cái quả dừa. Và ở trên đó thì có sốt gì quả gì quên rồi. Quả thơm. Ok, mình nghĩ sao về cái này đây? Cái vị đã giả vào mặt mình rồi. Nó rất là ngon. Mình đã coi menu lại và không có xoài chút nào luôn, mình chỉ ảo tưởng thôi. Nói chung nó chua chua ngọt ngọt khá là ổn. Giờ mình đang rắc nạo cái miếng dừa ra nhưng tự nhiên cái miếng dừa này nó không có muốn nạo ra sao? Hình như nó trưng bày thôi chứ không có ăn được. Thôi giờ mình sẽ mạnh dạn ăn cái hoa này coi nó như sao. Trong cuộc sống mình phải thử món mới phải không? Are you sure? Yeah. Mình sẽ ăn nó cùng với kem. It feels so wrong. Thôi đừng nhát gan nữa, cứ mạnh dạn thử đi. Hôm và trời ơi, nó lạ ơi là nó lạ. Mình nên cảm nhận sau đây mới cho cái hoa vào miệng ăn luôn. Ờ, nước luôn à. Nó giống như là ăn cái lá. Giống như là ăn cái này. Không ổn chút nè. Bây giờ mình sẽ thử cái món tiếp theo. Nhưng tự nhiên mẹ mình quay, mẹ mình làm sao mà nó đã dừng quay và không có biết là nó dừng quay. Thì món này gọi là sticky pudding, là giống như là cái pudding gì mà dính dính. Hơi giống xôi Việt Nam, nhưng mà là xôi ngọt, làm bằng cái quả chà là này. Và cái này ăn cùng với kem dừa nữa nên nó cũng khá là ngon và như nó rất là ngọt. Nhưng kiểu là cái vị nó rất là lạ, như là không có giống như những thứ mình đã thử bao giờ. Vì nãy giờ lo ăn quá nên không có vụng nước uống cái này nữa. Nên bây giờ mình cho cái này vào cái ly đá để mình mang về uống. Thấy không có gì đâu, vừa đi vừa uống cũng được mà. Yeah. Và đây là cá hóa đơn, hôm nay ăn là 5 người nên đây cũng là giá cũng khá là ok cho 5 người ăn. Nhưng ăn ở đây phải tip 20%, đấy là thôi không nên nhắc đến. Giờ thì mình phải chuẩn bị đi ra khỏi chỗ này đi, không thôi ngồi lâu quá ta đuổi mình đi. Và đây có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời mình ăn chỗ này, là vì chỗ này rất là khó đặt và kiểu là đặt cái này rất là mất công và mình không nghĩ là mình mua mất công vậy nữa. Nhưng tình hình thì mình cảm giác như là mình đang có bầu với một em bé đồ ăn. Hè hè. Trước khi ra thì mình sẽ coi các đồ lưu niệm, nhưng kiểu là những đồ ở đây nó... giá không được nhắc đến. Cắt đứt cổ mình luôn. Ok, thôi mình sẽ chia tay chỗ này và hiện tại thì nó nấu một cách rất là khó chịu. Đó là cái đó. Giờ là số giờ và mình vẫn còn no. Và đó là cái đó, các bạn download upline và ok bye bye.